chết do thiếu phân bón, bởi vì thừa là nó rụng lá nó chết ngay. Thế còn thiếu phân bón thì có thể nó chỉ còi cọc chậm lớn thôi. Nên là cái đầu tiên chúng ta phải nắm vững cái quan điểm đó. Cái thứ hai đó là cái chà nhỏ này, thì nên sử dụng phân hữu cơ thì tốt hơn so với vô cơ. Đấy là tốt hơn. Ví dụ hữu cơ là ta có cái phân trùn quế này, đúng không? Đấy là ta trộn với cái đất là ta đưa vào. Thế rồi là cái nước ngâm đậu tương này. Đấy. Rồi là có những cái phân chuồng hoai mục, thật hoai mục ạ, thì bác trộn với đất bác đưa vào cũng rất tốt. Thế còn ngoài ra nếu bác phải sử dụng hóa học thì vì nó cây trà nó nhỏ mà, nên là ta cứ dùng cái loại nó cao cấp một chút. Đây tôi ví dụ các bạn này gần